Today's opening ceremony. Kính thưa quý vị, tôi là Hoàng Kim Thoa, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin chào đón tất cả quý vị đã đến đây tham dự buổi lễ khai mạc Hội chợ Mừng Xuân 2018 Mậu Tuất do Hiệp hội Người Việt và Liên hội Tuổi Trẻ San Diego tổ chức. This year's three-day Tết Festival celebrates the New Year of the Dog 2018, and it is offered to you by the effort of countless volunteers and leaders in the Vietnamese community, especially under the leadership of the Vietnamese Federation of San Diego and the Vietnamese Youth Alliance of San Diego. Welcome, welcome. We are so honored to have you all here today and help us ring in the new year of the dog. We would like to wish you all a very, very happy, healthy, and prosperous new year. Xin trân trọng kính chúc tất cả quý vị một năm mới thật an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn. Thank you so much. Over Rampart we watch was so gallantly streaming. Hoa Kỳ chấm dứt. Đèn tay xuống. Thảo diện đây. Tiếp đến là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Hòa. We now salute the flag of the Republic of Vietnam. Kính mời đoàn quốc ca tiến lên sân khấu. Our special thanks to the Republic of Vietnam Warriors and Mr. Nam Nguyen. Xin trân trọng cảm tạ quý vị trong lực lượng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và ông Nguyễn Nam, xin kính chào ông Nam. Chào quý khán thính giả của đài VNTV. Phương Quỳnh hiện đang có mặt tại Mira Mesa Community Park cho ngày lễ Tết Việt Nam hoặc là Lunar New Year, và VNTV có một cái booth ở đây. Nếu quý vị nào có thời gian thì Phương Quỳnh kính mời quý khán thính giả ghé Mira Mesa Park cũng như là ghé gian hàng của VNTV. Là gian hàng của VNTV có rất là nhiều trò chơi, và bây giờ Phương Quỳnh kính dẫn quý khán thính giả đi một vòng xem là hội chợ có gì nha. Hồi xưa mở nông thôn là cái này là người ta dùng làm cái gáo múc nước nè quý vị, và người ta thường là hứng nước mưa.
hội chợ thì đồ ăn là không thiếu rồi quý vị. Bây giờ Phương Quỳnh kính mời quý khán thính giả theo chân Phương Quỳnh đi một vòng coi là có đồ ăn gì nha. Và hôm nay là thứ bảy là ở đây có chương trình gọi là thi Miss Việt Nam San Diego. Yeah. Nếu quý vị nào có thời gian thì tối nay quý vị ghé sang đây để tham dự cái cuộc thi, để xem cái cuộc thi Hoa hậu San Diego, Miss Việt Nam San Diego nha quý vị. Và ở đây cũng có cuộc thi phở contest với lại dog costume contest nữa quý vị ơi. Hôm năm nay rất là nhiều trò chơi khác nhau. Bây giờ Phương Quỳnh hử thấy mùi đồ ăn rất là thơm rồi. Ở đây là hình như bán đồ phi nè quý vị. Quý vị thấy là có lumpia. Và bên đây là có cái đài News 7 của San Diego nè quý vị. Cũng như Phương Quỳnh nói là ở đây là không cần tốn vé mà quý vị còn rất là nhiều giải thưởng nha. Và quý vị thấy cái line của Wells Fargo cũng rất là dài luôn. Người thắng cuộc rồi tướng được một cái eye care massage. We're not gonna play this game again. So you, all you have to do is like our Facebook page and you can participate in this game.
Just like our Facebook page. That's it. And you get free prize. Like the page and then own this thing. Yeah. Okay. Awesome. All right, guys. We just need two more people for this free prize. Just like our page, Facebook page. That's it. Hey, just like our page, and this is a free game. You will win free prize. That's a cat, okay? Okay, that's enough. We have six people. Okay, I'm gonna shake this. Thank you.
về cùng em mùa xuân. Mà thành phút tuyệt vời nhớ nghe anh yêu và say đắm cho đời trên mùa về cùng em mùa xuân. Xuân đã đến bên người, xin về cùng em mùa xuân. Người cho mỗi em ở nhà, người đến